review chi tiết loạt TV của LG. Dòng Smart TV có chiều hướng giảm sâu tại Ecomart. Các kích cỡ màn hình từ 55 inch, 60 inch, 65 cho tới 75 inch. Giá từ nhỉnh 10 triệu cho tới nhỉnh 16, 17 triệu. Clip này thì em sẽ cập nhật để mọi người cùng xem và tham khảo nhé. Loạt TV kích cỡ màn hình 55 inch, 60 inch, 65 inch và 75 inch của LG cùng có chiều hướng giảm thêm từ 500 cho tới gần 2 triệu. Ngày hôm nay thì em sẽ review chi tiết để các bác cùng xem và tham khảo xem là có những cái gì nổi bật trên những dòng TV mà LG đang bán ở trên thị trường này. Mã hàng đầu tiên em quay thì một chiếc TV kích cỡ màn hình 55 inch có giá bán hiện tại Ecomart đang bán với giá khoảng 10 triệu 900 thôi. Đây, một chiếc TV có thiết kế viền mỏng ba cạnh. Con này xuất xứ Indo và có chân đế bán nguyệt tại vị trí trung tâm. Khác với nhiều năm trước ấy, thì năm nay TV LG có giá thành vô cùng tốt. Đối với những chiếc TV có thiết kế chân đế bán nguyệt tại vị trí trung tâm thì giá luôn cao hơn so với cả những chiếc TV mà có cái thiết kế chân trống chữ V úp ngược như vậy. Tuy nhiên thì đợt này bên em chạy chương trình ấy, thì những con 55 inch và 60 inch thì nó đang có giá, nó chỉ chênh nhau khoảng vài trăm nghìn thôi. Đấy, một chiếc TV với kích cỡ màn hình 55 inch, độ phân giải 4K, chạy hoành web OS 22 và phiên bản 60 inch của cái mã hàng này thì đang bán với giá là 11 triệu 220 nghìn thôi. Tức là nó chênh nhau khoảng 300 nghìn đối với kích cỡ màn hình 55 inch và 60 inch. Smart TV 4K với mã hàng UQ 8000 cho kích cỡ 60 inch với giá 11 220 và 10 triệu 890 nghìn cho mã hàng 55UB 8100 thì có đầy đủ các tính năng thông minh rồi. Các bác sẽ hình dung là các ứng dụng mọi người hay dùng trong quá trình sử dụng TV hàng ngày, từ xem phim, xem truyền hình, xem thể thao, xem bóng đá, xem tin tức ấy, thì đều được tập trung tại màn hình trang chủ như vậy. Đi kèm dòng này thì có thêm một cái Magic Remote, mọi người có thể kết hợp đó. Sau đó thì bắt Bluetooth nên là điều khiển và TV sẽ sử dụng rất là dễ dàng, mượt mà, xuất hiện một con trỏ giống như các bác đang sử dụng chuột ở trên màn hình của máy tính vậy. Các ứng dụng được tập trung tại màn hình trang chủ giúp cho người dùng trải nghiệm nó đơn giản, nó dễ dàng bằng cách di chuyển điều khiển. Tính năng chỉnh chuột web thì cũng được tích hợp với cấu hình mạnh hơn, mọi người có thể lướt đọc báo rồi trải nghiệm xem phim, chơi game đơn giản và dễ dàng. 55 inch này thì có giá bán là 10 triệu 890, còn đối với 65 UQ 8000 đang bán 60 UQ 8000 đang bán là 11 triệu 220 nghìn. Phiên bản 65 inch rẻ nhất mà có chiều hướng giảm sâu thì đó là 65 UQ 7550. 65 UQ 7550 thế hệ Smart TV mới của 2022 có giá bán nó chỉ xấp xỉ 12 triệu thôi. 12 triệu, các bạn nghe không có nhầm đâu ạ. Thời điểm cao điểm con này bán khoảng 16 đến 17 triệu. Và đối với kích cỡ màn hình 60 inch, phiên bản 60 inch, 60 UQ 8000, thì con UQ 8000 với cả UQ 7550 nó sẽ có thiết kế khác biệt. Thiết kế của UQ 8000 thì sẽ là gần như là tràn viền, còn UQ 7550 viền nó sẽ dày hơn. Còn về tấm màn, công nghệ đèn hình rồi chip xử lý thì nó sẽ là tương đồng. Giống như con UQ 8000 thì UQ 7550 có đầy đủ các tính năng thông minh rồi. Mọi người có thể trình chiếu các nội dung từ điện thoại iPhone, rồi điện thoại hay laptop hay máy tính để bàn lên mà không cần cắm dây, chỉ cần kết nối chung mạng Wi-Fi là có thể là trình chiếu hết các nội dung rồi. WebOS 22 của 2022 thay thế cho phiên bản WebOS 6.0 của năm trước ấy, thì cái phiên bản này nó có cái tốc độ nó mượt mà hơn. Hiện tại thì tại Ecomart đang sale gần như là giá của LG gần như là sốc và thấp nhất tính từ cái thời điểm ra mắt rồi. 65 inch đang bán với giá là nhỉnh 12 triệu 090. Có một cái mã hàng mà nhiều bác cũng hỏi với kích cỡ màn hình 65 inch, 65 inch với chiều dài là 1m45 các bác nhé, 1m45, thì đó là 65 UQ 8050 và 65 UQ 8000, thì nó sẽ khác hơn con UQ 7550 ở cái điểm này. Đây là UQ 8000 này, phiên bản 60 inch thì bán với giá là 11 220, nhưng còn đối với phiên bản 65 inch thì đang giảm về còn 12 triệu 970. Tức là so với cả cái mã hàng 65 UQ 7550 ấy, thì UQ 8000 65 inch sẽ có cái thiết kế là viền. Đây, các bạn nhìn viền của con UQ 8000 này, còn viền của con
UQ 7550 này, thì viền của UQ 7550 nó sẽ dày hơn rất là nhiều so với cả UQ 8000. Có cái điểm khác biệt giữa 60 inch và 65 inch phiên bản UQ 8000 ấy là thằng 60 inch thì sẽ có thiết kế chân đế bán nguyệt ở vị trí trung tâm, chứ không phải là chân đế úp ngược giống như 65 inch. Đấy, phiên bản 60 và 65 thì chênh nhau khoảng tầm 1.700.000 nhá, 12.970. Còn cái mã hàng 60 inch đang bán với cái giá là 11.220. TV 60 inch mà giá nó rẻ như TV 50 hay là 55 inch vậy. Chưa có thời điểm nào mà TV nhập khẩu ở Indonesia có giá tốt như tại thời điểm hiện tại. Về hệ thống các cổng kết nối thì UQ 8000 và UQ 7550 thì nó cũng tương đồng. Nó có đầy đủ các cổng HDMI, cổng USB, cổng mạng có dây và có cả cổng quang optical rồi. Cái điểm nổi trội ở trên những chiếc TV của 2022 đó là chip xử lý Alpha 5 thế hệ thứ 5. Và mọi người hình dung là với các cái tính năng tích hợp rồi trang bị đầy đủ ứng dụng thông minh, người dùng hoàn toàn dễ dàng để có thể là sử dụng và trải nghiệm hàng ngày, không cần phải anten để xem, không cần phải anten để dò kênh, chỉ cần đơn giản là bắt wifi và mạng internet có dây. Năm nay thì còn có thêm nhiều cái tiện ích khác được trang bị ở trên cái màn hình của thằng LG này. Đó là cái các tính năng thông báo các trận đấu, các trận cầu, các cái môn thể thao mà mọi người có thể cài đặt ở màn hình trung tâm. Đấy, thông báo thể thao hay đơn thuần là trải nghiệm các cái nguồn tín hiệu từ laptop hay máy tính để bàn, đấy, PC từ xa phản chiếu lên màn của LG. Hay là mọi người có thể là cài đặt, đấy, các thành viên trong gia đình mỗi người sẽ sử dụng một cái trang, một cái giao diện khác nhau. Tùy vào cái thói quen sử dụng của từng người thì TV nó sẽ đề xuất các chương trình. Đấy, theo thói quen của từng thành viên trong gia đình thì nó sẽ đề xuất để mọi người có thể trải nghiệm được. Cái điểm nhấn, điểm mạnh của TV LG đó là màu sắc, cái độ chân thực, màu sắc nó không quá sáng, không quá rực. Đấy, các bác nhìn màu thì nó khá là ấm và nó thực màu. Đấy. Đối với kích cỡ màn hình 75 inch thì đang giảm về còn 18 triệu 200 đối với kích cỡ màn hình 75 inch. Đấy, 75 UQ 8000 18.2 này, 65 UQ 8000 với giá 12.970, 60 UQ 8000 với giá là 11.220 và 55 UB 8001 đang giảm về còn 10 triệu 890, còn 65 UQ 7550 thì đang giảm là 12.090. Thì cái loạt TV này BM đang có trưng bày tại Ecomart Đông Anh. Với kích cỡ màn hình 75 inch hiện tại thì có thể nói là để tìm chiếc TV rẻ nhất 75 inch mà chất lượng tốt thì hiện tại sẽ có hai cái hãng mà em đánh giá cao, đó là TCL và LG. TCL là 75P638 và LG là 75UQ 8000. Giá thành nó dưới 20 triệu và chất lượng hình ảnh, độ bền, công nghệ màn hình, độ tương phản và các tính năng thông minh được trang bị đầy đủ. Đấy, thì các bác cần hỗ trợ tư vấn thêm thì có thể điện trực tiếp vào hotline 0974 17856 hoặc truy cập website ecomart.vn để được hỗ trợ thêm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.